Xin chào quý cô bác anh chị và tất cả mọi người. Tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo trên kênh của Minh Hiếu. Chúc tất cả mọi người có một ngày mới thật nhiều sức khỏe hạnh phúc. Ngày hôm nay thì được coi là ngày 29 của cuối tháng ở một số vùng của đồng bào người dân tộc Mông. Ngày mai là 30 và chính thức là họ sẽ ăn Tết. Ngày hôm nay thì Minh Hiếu sẽ trích quỹ ra một chút để mua cũng như là mua những cái đồ mà để cho hai bé mồ côi Sinh và Phương tạm thời đón một cái Tết, mà Tết nay là cái Tết đầu tiên nhất mà hai bé vắng đi sự yêu thương đùm bọc của bố mẹ và những cái hơi ấm của gia đình. Mặc dù là không thể đầy đủ như những cái nhà khác được, nhưng tuy nhiên là như thế này cũng gọi là tạm thời cho các em rồi. Ngay sau đây là xin mời tất cả quý vị cùng theo dõi video của Minh Hiếu, theo chân Minh Hiếu đi vào nhà hai bé mồ côi nhé. Ok, let's go. Mặc dù là thịt này thì như nhiều cô bác ấy, khán giả mấy lần Minh Hiếu mua thì bảo là sao mà lại mua thịt mỡ thế. Tuy nhiên là lợn đen ở vùng cao này nhé, đa số là họ không nạc như kiểu lợn ở dưới xuôi đâu. Đấy. Không nạc như lợn dưới xuôi. Và nếu mà mình sấn nguyên nạc thì nó hơi đắt một chút. Không có tiền để mua thì mình Hiếu mua tạm như thế này. Để các em cũng gọi là đỡ hơn không có. Đấy. Biết là hai bé có ở nhà không, và hiện tại là mình Hiếu lướt qua những cái nhà ở đầu xóm thì có một số nhà thì đang mổ lợn rồi. Và Tết của đồng bào người Mông này thì tùy theo vùng nhá mọi người nhá, có những nơi là cũng chưa ăn Tết thôi, còn ở đây là sẽ chuẩn bị đón Tết. Ô, chào em nhé. Chào anh. Hai bé có nhà không? Có một đứa. Một đứa nhà. Ai xa. Xin chào xem nào. Ô, thế sao áo khoác lại không mặc? Áo khoác đâu? Nó giả rồi. À, giặt rồi à? À, giặt rồi. À, xin chào rồi đúng không? Xin chào. Rồi, giỏi quá. Con tên là gì đấy? Con tên là gì? Phương à? Gió chị gió? Dạ. À, được. À, dạ. Chị sinh đi đâu? Sinh chị... các chị. À, thế à? Rồi, đi vào nhà đi. Đợt nọ là... Cái này thì hôm nọ mình Hiếu cũng có... cái tập video cùng Evan vào ấy, và cũng thống nhất với Nắng Tuấn, kênh Nắng Bạn, hai anh em cùng nhau vào để giúp đỡ hai bé mồ côi này. Và ngày hôm đấy thì Minh Hiếu cũng có nói là sẽ cùng nhau cố gắng để chuyển cái bếp riêng ra, không có là bé quá rất là khói, hiện tại cũng đang đun bếp không biết là khói không, đã làm bếp riêng rồi. À, bên này là cũng nới rộng ra đúng không Hà Tuấn? Nới rộng ra một ô mà. À, thế này thì thoải mái rồi. Nhưng mà ở bên này là còn chưa có bạt. Này là cửa sổ trời. Cửa sổ trời. Nhưng vẫn lạnh ấy. Lạnh mà. Vẫn lạnh, tối là vẫn lạnh. Thôi đi vào đi. Vào trong nhà đi em ạ. Thì Sinh là đi làm cái gì hả Phó? Cắt cỏ. À, đi hộ nhà em cắt cỏ đúng không? Ừ. Đi chưa về à? Chưa. À. Cũng rộng phết đấy nhỉ. Rộng hơn hẳn đúng không? Rộng hơn đấy. Ôi, cái thịt này thì tạm thời thì đây đã. Ôi dồi, cái này che gì đây? Mua cái chậu này à? Ôi, này chưa đủ chứ. Cho xin 2.000 điện à. Đấy. Sáng phết đấy à? Quần cái này lên một tí. Thịt này tạm thời móc đây đó.
chắc là ok thôi. Có mỗi một cái ghế à? Hả? Có hai cái. Hai cái. Cái à? Thế thì có ngồi đâu? Ngồi giường à? Rồi, ngồi một tí gần bếp. À, phải nói là lạnh đấy mọi người ạ. Hôm nay thì trời khá lạnh. Mi Tu này thì cái quả quần đẹp đấy. Quả quần này cũng của các bác gửi cho. Đúng rồi, đúng rồi. Đấy, ôi trời ơi, quả quần này mới ấm được chứ. Nhưng mà áo khoác là có mỗi cái à? Có một cái thôi. Có một cái áo len nữa mà. Đi mặc áo len vào đi. À, bó bó tìm áo len cho em. Áo len giờ dày chắc giặt rồi nhỉ. Đúng không? Quả áo len kia chắc mặc chắc. Đúng rồi, toàn thấy mặc cái áo len kia thôi. Đợt hôm nọ thì đứa chị được nhiều, đứa này thì không được. Đứa này chỉ được mấy cái áo mỏng mỏng với cả mấy cái quần đồng phục thôi. Thế là lạnh thế này thì phải ngồi gần bếp suốt thôi. Lạnh là tiếng Mông là gì nhỉ? Đò à? Đò. Nó. Đò. Nó no. No no. À. No no à? No chứ no. No à? Ô, no không có áo ấm này. Hôm mà mình Hiếu vào ấy thì có một cái áo của Tuấn. Cũng thông qua kết nối của các cô các bác gửi cho có một cái áo len, nhưng nay vào chắc giặt rồi, và thêm cái áo khoác nữa chắc giặt rồi, nên là lại mặc cái này. Mình Hiếu cũng hy vọng rằng là nếu mà các cô xem được video này mà có những cái áo khoác của bạn bé này, áo khoác với lại áo len, ví dụ như cái quần này chẳng hạn đây. Mặc dù đã qua sử dụng còn tốt thì có thể gửi cho Minh Hiếu xin để cho em Phương này mặc hàng ngày, không có là rét quá, mặc cầu tay này như mùa hè này là không chịu được đâu, rất là lạnh luôn. Hôm nay là ngày 29 rồi phải không bố? Ngày mai là 30 à? Ngày mai 30. 30 là tối mai là ăn Tết à, hay là trưa mai ăn được trưa mai? Tối mai ăn Tết rồi. Tối mai ăn Tết rồi à? Ở đây thì cũng sau khi cơi nới cái bếp ra ấy thì có vẻ là rất là rộng hơn nhiều so với đợt trước thì đun bếp ở ngay đấy, khói rồi là mọi thứ rất là bí luôn, bây giờ thoáng hơn nhiều. Bây giờ thì nếu mà mấy nữa ấy, thì khả năng là Minh Hiếu vẫn tiếp tục cùng với Tuấn Nắng Bản sẽ vào cố gắng giúp đỡ hai em. Tuy không được đẹp nhưng mà sẽ cố gắng là lấy bạt về quay lại chỗ này. Cần thiết là sẽ những cái mái này là khả năng là sẽ dột đấy. Bởi vì cái bờ đô này bờ đô cũ rồi, vỡ rồi. Và những cái lỗ đinh này tới này mưa to là sẽ dột. Các em sẽ rất là khó chật vật trong những lúc trời mưa bão gió rét như thế này, chỉ ngoài quanh bếp này thôi, còn mưa không biết là các em ở như thế nào. Đấy, ngày nào mưa thì mình Hiếu sẽ, nếu mà có dịp ấy, vào đúng trời mưa ấy, thì mình Hiếu sẽ vào quay cho mọi người xem là ở như thế nào, toàn quay bằng bạt hết. Mà bên này thì nếu mà được ấy, thì tới nay sẽ quay nốt kín luôn cái bạt bên này để cho đỡ gió, không gió lạnh lắm. Để hở chỗ kia là được rồi nhỉ. Đấy. Các em thì ăn cái này là cái gì đây? Rau chua. À, có cái đây. Này là dầu ăn Tuấn mua rồi à? Vâng. Từ mấy hôm đầu đấy. Mấy hôm đầu à? Các em ạ, thế hôm nọ mua gạo cho chưa? Có mua, cháu mua được 200.000 tiền gạo rồi mà. À, thế không ăn gạo sao lại nấu mèn mén hay là không biết nấu? Có, hôm qua ăn rồi. À đây. Ui, có mỗi món cái nồi à? Có mỗi cái nồi. Rất là khó khăn mọi người ạ. Còn về xa hơn nữa thì mình Hiếu cũng mong rằng rất là nhiều thứ. Đấy, qua cái video đầu tiên cũng như video thứ hai cùng em Vân vào để giúp đỡ mua một chút đồ cho các em ấy, thì Minh Hiếu cũng chưa, nói chung là hai bé này cũng chưa có duyên để gặp gỡ được
các nhà hảo tâm Mạnh Thường Quân để giúp đỡ các em về vật chất thôi, còn về tinh thần thì cũng đã Minh Hiếu cũng đã nhận được rất là nhiều sự ủng hộ của quý cô bác, động viên sẽ giúp đỡ các bé. Tuy nhiên là cần phải có kinh phí và cần phải có những cái món đồ, món quà để ví dụ như những cái tấm áo chẳng hạn, đơn giản là như thế. Đấy, chậu giặt quần áo ví dụ như thế cũng hiện tại là chưa có. Và ngày hôm nay thì Minh Hiếu vào đây thì có trích quỹ ra để mua 200.000 tiền thịt để cho hai bé đón cái Tết cổ truyền của dân tộc. Ở đây thì nhà nào có điều kiện thì họ mổ lợn, đấy, còn nhà nào không có điều kiện thì họ cũng ăn bình thường thôi, chắc là có một hai con gà như thế. Đấy. Còn hai em này thì không có điều kiện thì cũng rất là khó, nên là ngày hôm nay thì Minh Hiếu có mua 200.000 tiền thịt thôi, bạn ấy xách vào rồi, và mua một ít bánh kẹo nữa cho các bé để các bé đỡ tủi thân, bởi vì năm nay là bố là năm ngoái vừa chết mà đúng không? Đúng. Bố chết sau hay mẹ chết sau nhỉ? Bố chết sau nhỉ? Vâng. Bố chết là ăn Tết xong mới chết à? Đúng, hôm 30 Tết đi. Tết thì bố chết. Sau đến Tết thì bố chết luôn. Vâng. Là đến ngày mai là tròn 1 năm rồi đấy nhỉ? Tức là đến ngày mai là tròn 1 năm bố chết đấy đúng không? Là đúng hôm 30 Tết đi. Mẹ đã chết trước à? Nhìn cậu bé này rất là đáng thương đây. Rất là đáng yêu đây. Và đấy, năm nay là năm đầu tiên nhất là các bé là phải rời xa người bố. Còn mẹ thì chết trước 1 năm à? Nghĩa là 1 năm là rời xa cái tình yêu thương của bố vĩnh viễn đấy. Nghĩa là các bé là phải tự lập. Có đứa chị cả là lần lớn tuổi tí cũng biết những cái việc gia đình, ví dụ như đồ mẻn mén này, xong rồi giặt quần áo cho bạn bé này. Bạn bé này cũng biết qua video của Tuấn Nắng Bản thì cũng thấy là cũng đã biết đi hộ nhà chú để cắt cỏ, rồi là đổi cơm đấy, qua ngày ví dụ như thế. Cũng bởi vì là bạn này cũng đang bé quá, có năm nay là học lớp mấy nhỉ? Học lớp 2. Mù cả tơ học lớp mấy rồi? Lớp Han Tàu. Lớp 2 à? Lớp 2 là Han Tàu Sung. Sa Sung à? 7 tuổi, học lớp 2 đúng tuổi đấy. Cố gắng học một tí. Không có là rất là khó, tiếng phổ thông không biết, nhưng mà hai bạn này thì lại hỏi là nói luôn. Khác với Binh Nhì một chút. Binh Nhì thì hỏi không thèm trả lời, rất là khó. Một cái điều mà cô bác là rất nhiều cô bác là góp ý cho Minh Hiếu là tại sao lại không dạy dỗ Binh Nhì nói. Thực ra là đấy, như kiểu hai bạn này chẳng hạn, hỏi một cái là trả lời luôn, kể cả tiếng Mông là Minh Hiếu không giao dịch được nhiều, nhưng mà cũng có thể là vẫn biết nghe một tí. Nhưng mà hai bạn kia là hỏi tiếng Mông là cũng không thèm nói luôn. Thế mới là hơi khó. Mong rằng là sẽ các em sẽ đón một cái Tết đơn giản đấy, thông qua những cái món quà của Minh Hiếu trích quỹ ra. Tiền thịt là 200.000 đồng và mua bánh kẹo là 120.000 đồng. Với lại mua ít đồ cho các bé nữa thì một chút nữa là đang đợi chị cả về. Minh Hiếu sẽ hướng dẫn một chút cho chị cả để bảo một số việc, ví dụ như giặt giũ rồi phơi phóng quần áo rồi rất là nhiều thứ đấy. Rồi, tạm dừng đi. Úi giời, lại lấy một chuyến nữa à? Đây, hai bạn bé tí xíu này lấy nước để về dự trữ những ngày Tết đây. Đây. Còn này là cái đứa mà điệu hay điệu em như nhỉ? Hay là đứa đằng sau điệu? Không có rét. Hôm nọ là hay điệu em. Chị mua cần tớ rồi đúng không? Chị mua hả? Không này, đi học rồi á? Con này không đi học rồi. Ồ, không đi học, bé tí xíu này không đi học thì ở nhà làm gì? Trước là học lớp 2 đúng không? Nhờ, hả? Trước học lớp 2 rồi.
Không đi học rồi á? Bé tí xíu này không đi học thì ở nhà làm gì? Học lớp 2 không đi học rồi. Ồ, cái này phải cho đi học. Không đi học là không thay đổi được đâu. Cuộc sống khó khăn lắm. Chú là chú ruột của bé Sinh này à? Chú trong nhà à? Đúng rồi. Em của bố Sinh gì? Năm nay chú bao nhiêu tuổi rồi? Chú hả? Bố mấy bố? 44 tuổi à? Bố mấy mốt. 41 tuổi rồi á? 41. Ồ, thế còn trẻ quá. Nhưng mà sao nhìn già thế? Con cái mà. Con cả mà. Con cả à? Con cả á? Thế là bố Sinh là em à? Bố Sinh em à? Em ruột em à? Á? Đi vào trong kia. Em ruột đấy. Không phải phải hỏi bó thì mới rõ được. Đợi chú lại bó bó. Bố em là anh hay là em của bố Sinh? Bố của Sinh là anh. Anh à? Đấy. Bố của em là em đúng không? Đúng rồi. Thế thì bảo lại bảo anh. Thế năm nay là hát sao sung? Lo cho y sung. Lo cho y. 41 thôi anh nhỉ? 41 nhìn già thế. 41 này là phải tầm 55. Nhìn như kiểu năm mấy này. Vất vả quá mọi người ạ. Vất vả quá nên là cái tuổi tác cũng già theo. Với lại ăn uống cũng không đầy đủ chất nữa. Cũng con người là già. Già hóa đi, nhanh già hóa. Còn ăn uống đầy đủ thì khả năng là trẻ hơn, trẻ dai hơn. Hôm nay thì vào đây mới gặp chú đấy. Anh, thế thì gọi anh thôi. Đấy. Gọi anh thôi, gọi là anh thôi. Em năm nay là gần 35 rồi. Anh 41 là 41 với 35 là 6 tuổi. 6 tuổi thôi. Tranh lệch 6 tuổi gọi anh nhá. Cho trẻ nhá. Gọi anh cho trẻ. Anh tên là gì? Thế á? Tên là gì? Tên là Khô Chí. Khô Chí á? Sùng Khoa Chí. Sùng Khoa Chí à? Là bố của em Sùng Khoa Chí. Đấy, đây là người em. Người em mà hôm nay Minh Hiếu mới gặp người em của bố của hai đứa mồ côi ấy. Thì lúc là bố mẹ chết là anh lo hậu sự cho hết à? Lo làm đám ma cho hết à? Đấy. Bố nó chết là anh làm đám ma cho à? Làm đấy. Bố của bạn ấy. Bố của chết là làm ma mà. Anh làm ma cho à? Làm ma. Còn mọi cái chi phí là anh tự hết đúng không? Có mổ bò không? Không có rồi. Không có à? Lúc chết là có mổ bò không? Lúc chết hả? Lúc chết là có mổ bò cho anh. Thôi bây giờ đi vào trong nhà này ngồi nhá. Ở ngoài này hơi lạnh. Đi vào trong nhà ngồi tí. Ôi, bật cái nào nhỉ? Anh ngồi gần bếp cho nó ấm. Tối quá. Đấy, bữa nay em đây. Cái tu này về đây nào. Cái tu ngồi đây. Ngồi rõ rồi. Này thả nhá. Này, ngồi kia. Ngồi kia. Mất tha rồi đó. Thôi xong rồi. Này, ấy ngồi đây. Em mua một ít bánh kẹo để cho các cháu ngày mai nhỉ, ngày mai đón Tết rồi đúng không? Ngày mai là ăn Tết rồi đúng không? Đúng rồi. Kẹo nhá, thà nhá. Yeah. Biết xó sinh không? Bao chỉ bao. Bao thì phải xin cháu ơn. Cháu xin. Cháu xin. Rồi, phải biết xin nhá. Đây, bánh kẹo này thì để ngày mai ăn Tết nhá. Bó để lên giường kia. Còn cái này thì cái này là bao, à chỉ bao. Vẫn biết rồi đúng không? Bàn chải đây, đánh cái này đi. Đánh dép. Đánh cái này đi. Này. Nhớ chưa? Đua tay mà mới nó nổ. Cái này, úi dồi ôi, cái chân nước nẻ hết, lạnh quá. Đấy, Minh Hiếu lại quên hôm nay vào là cũng chưa mua được tất cho các em, quên mất.
chắc là chuyến sau vào là sẽ có tất rồi. Hôm nay vào là vẫn chưa có tất. Là cái này là để đây nhá. Nhưng mà tối là lấy đề cu rửa đi nhá. Vâng chứ. Vâng. Không được ừ nhá. Còn cái này là đây. Cái này là gió. Gió chỉ gió. Móc. Móc. Ờ à, móc rồi. Đi ra ngoài này một tí rồi. À, chú ngồi đây đợi, anh ngồi đây đợi nhá. Đi ra kia, đi ra kia, đi xin phép đi ra ngoài này. Nào, đi vào đây nào, đi vào đây, đây. Đi vào đây nào. À, các bé vẫn còn chưa có móc để phơi quần áo, nên cần phơi sao như thế này. Gọn cho anh tí. Đây cái này về đây nhá. Cái này bảo này. Úi giời, cái này to quá, không vừa đây. Đây. Cái này mới vừa này. À, đây, từ đây. Có biết làm không? Đây. Sợ mấy khó rồi, mấy lúc khó chịu khó rồi. Lúc khó nhiều lúc này. Cái này là mấy lúc lọc thì lúc khó rồi. Cho móc lên xem nào, xem khó đây biết làm không? Đây có biết làm không? To quá không? Khó kìa, tao à, khó mà, có chân ngắt khó mà. Chút kìa đó. Biết đấy. Chút kìa là khúc kìa rồi, tao móc này hơi dài. Rồi, dài quá thì... Rồi, cái này. Muốn trái, muốn đặt khuế. Đấy, tiếp. Muốn đặt khuế cửa. Chút chơi lo. Rồi. Bắt như thế này thì bao giờ mới khô được. Muốn lồng cửa hậu. Lồng cửa hậu. Biết làm rồi đấy. Đúng rồi. Giỏ đó. Tao mà. Tao à, chú. Tao. Đây. Dạ, rồi. Rồi, móc này hơi to. Ồ, nhưng mà tối là phải cất đi nhá. Muốn đặt á. Rồi. Cái đấy nữa, này. Có món cái áo khoác này à? Phải không Tuấn? Món cái áo này đúng không? Nhờ cái này thì chắc có. Có khi hôm nọ thì không lựa được hết. Ừ. Đồng phục của trường nhỉ? Đồng phục trường, chắc không phải á? Phải mà. Đâu? Đồng phục của trường ở Hà Nội mà. À. Tiểu học đấy nhỉ? Vừa bạn này luôn. Ôi được cái áo đẹp mà. Tàu lọ rồi, được rồi nhá. Những cái kia là cũng phơi hết bằng móc này nhá. Nhớ chưa? Rồi, đi vào nhà đi. Rồi, cái này là cất đây. Sùng anh tên là gì lại quên mất rồi. Chí. À, cái này nhá anh Chí nhá. Em nhờ anh một tí là thịt này là em mua cho hai đứa này. À. Vâng. Ồ, gì đấy. Cho nó ăn Tết. Ồ. Ờ, cho hai đứa ăn Tết nhá. Cho hai bạn nhỏ này ăn Tết rất là thương. Thì mua cho cái này là gái mua. Cho chị đó. Anh ngồi xuống đi. Ngồi xuống đi. Đâu đi. Thì anh sẽ giúp nấu nhá, cất mấy ngày thôi nhá. Cho nó ăn dè thôi. Không có là cũng chỉ mò chia á. Chỉ mò chia rua á. Chỉ một hát xót sang thịt. Đấy. Bạn lớn thì hiện tại thì cũng chưa thấy xuất hiện ở đâu cả. Hình như là không biết là đi đâu rồi. Còn mỗi bạn bé này ở đây thôi.
Đây cái này thì bây giờ đây cũng là tối rồi. Thì mình Hiếu là cũng bạn lớn thì cũng bạn bé thì chưa biết làm nên là mình Hiếu cũng không hướng dẫn nữa, nhờ chú rồi. Là chú của Phương ấy là sẽ nấu hộ và sẽ chăm sóc hai đứa trong gọi là một chút quà trong ngày Tết của các em. Thật sự là rất là thương. Có miếng thịt lợn là cũng được rồi nha. Không có là nó mò của không thì mệt lắm. Để đây nhá. Để đây nhá. Chị nhớ. Vâng. Rất là lành mọi người ạ. À, thì khả năng ngày mai kia thì mình Hiếu cũng chắc không vào được rồi. Hôm nay là 29 rồi, ngày mai là 30 ngày mai là chính thức là ăn Tết à? Ăn trong bao nhiêu lâu? Tết đây. Thế là ăn mấy ngày? Tuần. Một tuần à? Tuần. Ăn Tết một tuần đúng không? Đúng. Mai là chủ nhật à? Thế là ăn đến chủ nhật tuần sau à? Chủ nhật. Thế thì hết tuần sau. Ăn hết tuần sau luôn. Là sau này là ví dụ đến Tết Nguyên Đán là còn ăn được không? Không ăn nữa à? Vâng. Thế là đến Tết đội anh ăn là không ăn nữa à? Chắc là ăn một Tết. Ăn một Tết thôi à? Nhưng mà người Mông là đếm như thế nào mà ăn Tết sớm thế? Một tháng 30 ngày là một tháng à? Hay là đếm như thế nào? 30 ngày một tháng. 30 ngày một tháng? Ừ. Cứ một năm là đếm như thế. À. Cứ 30 ngày là một tháng. À. Nhưng mà có lịch không? Không. Không có lịch à? Nhưng mà làm sao mà không có lịch làm sao mà nhớ được ngày bao nhiêu? Chắc có điện thoại là biết. Chắc là nó phải có như thế nào chứ. Nhưng mà ngày nay thì có điện thoại nhưng ngày trước làm gì có điện thoại? Ngày xưa làm gì có điện thoại? Ngày xưa thì không có điện thoại thì mấy bạn ăn Tết thì có mấy bạn ăn thôi. Cái là cứ hết một tháng thì lại đánh dấu à? Đánh dấu vào đâu à? Để đến một tháng mới à? cái này thì cũng chịu bởi vì là phong tục tập quán của ở đây. Thực sự là người Mông thì có rất là nhiều Mông, như là Mông đen, Mông trắng, ăn Mông hoa ăn khác nhau. Ở đây là bọn em là Mông gì? Mông hoa à? Mông trắng. Mông trắng à? À. À, Mông đen là chưa ăn đâu. Mông đen là họ lại ăn với đội anh à. Là một tháng nữa, gần một tháng nữa mới ăn đấy. Còn mông trắng là ăn rồi đúng không? Mông trắng là mấy nữa là ăn. Mông hoa thì không biết là bao giờ ăn. Ở đây thì có mỗi Lũng Hồ với Đường Thượng là ăn. Ở Du Già một số xóm thì một số thôn thì họ cũng đón Tết với lại Noel luôn. Ở đây có Noel không? Không. À chắc không. Bởi vì Noel là thường thường là họ theo tôn giáo gì đó thì họ mới ăn Noel. Đấy. Và hiện tại thì cũng khá là muộn rồi, cũng khá là tối rồi. Có lẽ rằng là mình Hiếu cũng tạm thời khép lại cái video ở đây. Mình Hiếu thông qua video này cũng mong rằng là sẽ mong muốn là sẽ nhận được những cái món quà của quý nhà hảo tâm để giúp đỡ hai em mồ côi Sinh và Phương này. Mới đầu thì mình Hiếu cũng nói sơ qua một chút rồi là có những món quà ví dụ nhỏ nhoi thôi, những cái tấm áo hoặc là những số tiền để sắm những cái chậu giặt quần áo rồi là những cái móc phơi quần áo bình thường như vậy thôi. Hy vọng là sẽ nhận được cái sự ủng hộ của quý nhà hảo tâm. Bởi vì là mình Hiếu cũng vào đây quay tập này là tập thứ 3 rồi. Do là hiện tại là cái sức lan tỏa, cái sự ảnh hưởng của những video của mình Hiếu hiện tại là cũng không được nhiều người biết đến. Nên là cái sự kết nối là cũng chưa được đến với các em. Rất là mong là thông qua nhiều video là những cái video là sẽ có được sự ông đang mất điện à? Hết điện. Hết pin à? Hết pin. Ô nó hết luôn một phát như này à? Đấy, đang cái bóng tích điện đang hết mất, bây giờ là chuyển sang buổi tối rồi. Là mong rằng là sẽ có những cái món quà để cho hai em bớt cái sự khó khăn. Và tuần sau thì khả năng là anh em mình Hiếu cũng như Tuấn Đăng Bản sẽ khả năng là cũng sẽ vào, nhưng mà bởi vì là ở đây đồng bào ở đây đang đón Tết nên là cũng sẽ rất là khó để vào. Qua Tết đi sẽ tiếp tục là giúp đỡ các em. Nếu mà có quà thì mình Hiếu cùng với Tuấn là sẽ mang vào. Ngày hôm nay thì mình Hiếu cũng
đã chi trích cho số tiền của quỹ nhà hảo tâm để mua một chút quà cho hai bé để đón một cái Tết nhỏ nhoi. Và mình hiểu thông qua video cũng xin được cảm ơn, gửi lời cảm ơn chân thành tới quý cô bác nhà hảo tâm đã gửi những cái số tiền cho mình hiểu làm quỹ đấy, để đến giúp đỡ với giúp đỡ những cái hoàn cảnh khó khăn như thế này. Thì thực sự là mình hiểu cũng mong rằng là sẽ nhận được thêm nhiều cái số tiền của quý nhà hảo tâm hơn để giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh hơn và giúp đỡ được hai em vượt qua được nhiều những cái khó khăn hơn. Và xin cảm ơn tất cả khán giả đã dành thời gian theo dõi video mình hiểu. Hy vọng rằng là mình hiểu sẽ luôn đón nhận được sự ủng hộ của tất cả quý vị. Và quý vị đừng quên ấn nút đăng ký để ủng hộ cho Minh Hiếu. Cuối cùng là Minh Hiếu xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại nào. Xin chào nào. Xin chào Camila. Xin chào kia. Rồi, ok rồi. Xin cảm ơn.